Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tướng Nguyễn Chí Vịnh qua đời do mắc bệnh lạ hay bị người ta cố ý loại bỏ. Tướng Nguyễn Chí Vịnh khi còn sống từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trong 12 năm, đến khi nghỉ hưu vào tháng 12 năm 2021. Trước đó, Tướng Vịnh từng là Tổng cục trưởng Tổng cục 2 Tình báo Bộ Quốc phòng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương. Sáng ngày 14 tháng 9, Truyền thông Việt Nam loan tin Tướng Vịnh đã qua đời cùng ngày vì bệnh hiểm nghèo, hưởng thọ 65 tuổi. Nếu đối chiếu với hình ảnh vào ngày 10 tháng 5, Tướng Vịnh xuất hiện trong sự kiện Đại sứ quán Nhật Bản trao tặng huân chương Mặt trời mọc cho ông, thì người ta có quyền nghi ngờ về thông tin sức khỏe của Tướng Nguyễn Chí Vịnh. Theo đó, Tướng Vịnh đã mắc một bệnh ung thư trong một thời gian dài và vẫn điều trị cho đến khi qua đời. Tướng Nguyễn Chí Vịnh vào những năm cuối đời binh nghiệp, có nghĩa là khi trở thành Ủy viên Trung ương Đảng nhiệm kỳ Đại hội 12, Nguyễn Chí Vịnh đã mắc bệnh ung thư. Điều này là không thể về chế độ bảo vệ sức khỏe cho lãnh đạo cấp cao ở Việt Nam hết sức chặt chẽ. Theo quy định, họ phải tổng kiểm tra sức khỏe định kỳ ít nhất 6 tháng một lần. Trường hợp có nghi vấn thì giảm xuống mỗi tháng một lần nếu cần thiết. Nếu Tướng Vịnh mắc ung thư đã lâu thì sẽ được phát hiện và điều trị sớm. Như vậy, những dấu hiệu mệt mỏi do hóa trị, xạ trị lộ rõ từ lâu. Nhưng đến ngày tháng 5 năm 2023, nhìn ông vẫn rất phong độ. Do đó, việc Tướng Vịnh mắc ung thư từ lâu là điều có thể bị loại trừ. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh được cho là nổi tiếng với những phát biểu về chủ quyền Biển Đông như Việt Nam sẽ làm tất cả để bảo vệ chủ quyền, cũng như không bao giờ nhượng bộ về vấn đề này, hay từng nhấn mạnh rằng Việt Nam không bao giờ chấp nhận một nền hòa bình lệ thuộc, cũng như làm thất bại mọi âm mưu xâm phạm chủ quyền, cũng như quan điểm về việc Nga xâm lược Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn vào cuối năm 2022, ông Vịnh nêu quan điểm mong muốn các bên nhanh chóng tìm ra giải pháp chấm dứt xung đột. Dù không nêu đích danh Nga, nhưng Tướng Vịnh vẫn ám chỉ rằng những quốc gia theo đuổi đường lối sử dụng bạo lực để giành giật lấy lợi ích không chính đáng sẽ phải trả giá. Tướng Vịnh là một người có nhiều ảnh hưởng, lại vẫn giữ vị trí rất cao trong quân đội, đặc biệt trong lĩnh vực đối ngoại. Những phát biểu như vừa kể trên khả năng cao đã khiến cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không hài lòng vì mối quan hệ của Việt Nam với Nga và Trung Quốc là đồng minh chiến lược. Tướng Nguyễn Chí Vịnh xuất hiện lần cuối cùng trên VTV1 vào ngày 31 tháng 8 vừa qua. Do đó, sự thay đổi nhanh chóng về sức khỏe và diện mạo trong thời gian trước khi qua đời đã khiến người ta nghi ngờ có sự tác động từ bên ngoài đối với ông Vịnh. Trước đây, ông Trần Đại Quang và ông Nguyễn Bá Thanh là những nhân vật cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã có những biểu hiện xấu về vấn đề sức khỏe trước khi qua đời, tương tự như tướng Nguyễn Chí Vịnh vậy. Ông Nguyễn Bá Thanh bị hội chứng rối loạn sinh tủy, đã được các bác sĩ Mỹ quyết định chuyển hóa chất để tiến tới ghép tủy nhưng đã không thành công, phải đưa về Việt Nam rồi qua đời sau đó ít lâu. Sau đó vào năm 2017, ông Trần Đại Quang cũng bị bệnh nặng rồi qua đời. Sau đó, bác sĩ Nguyễn Quốc Triệu, trưởng ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Trung ương cho biết ông Quang đã nhiễm phải một virus hiếm và độc hại. Thế giới chưa có thuốc chữa trị, vì thế khả năng cao trường hợp của Tướng Vịnh có biểu hiện giống như ông Trần Đại Quang vậy. Với ý kiến nghi ngờ rằng có thể Tướng Vịnh bị nước lạ đầu độc phóng xạ, trong một diễn đàn khép kín có ý kiến phản bác cho rằng hoàn toàn không ăn nhập gì với Trung Quốc, riêng với Trung Nam Hải thì họ còn mong Vịnh sống khỏe nữa là khác, ai chứ đồng chí Vịnh thì tâm sinh lý trong lòng bàn tay của họ, tức là Trung Quốc cả thôi. Hãy kể thử một lần Trung Nam Hải vì đồng chí Vịnh mà không đạt được ý đồ xem, hay nhờ sự trợ giúp vô hình của đồng chí ấy mà có thể liên tục lớn mạnh tại Đông Nam Á. Quan điểm này thì lại trái ngược hoàn toàn 180 độ so với sự đánh giá của giới chức chính trị và quân sự phương Tây như đã kể ở trên. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Thượng nghị sĩ John McCain tại Washington vào năm 2017. Binh pháp tôn tử có 36 kế của người Tàu có ý kiến rằng thực hư hư thực. Trong sự qua đời của tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng tương tự như vậy. Câu hỏi đặt ra là họ Trung Nam Hải nếu khử đồng chí Vịnh thì có ích lợi gì đây? Nhà báo Huy Đức trong một status mới nhất về tướng Vịnh nhận xét rằng trong số con cái của các lãnh đạo Cộng sản thuộc thế hệ khai chế độ, Nguyễn Chí Vịnh cho thấy ông là người tài năng hơn và thành công hơn cả. Xin nhắc lại, có nhiều lãnh đạo cấp cao trong Bộ Chính trị
rất ngại và không muốn tướng Vịnh tiếp tục ngồi ở ghế Tổng cục trưởng Tổng cục 2 vì điều đó khiến cho họ mất ăn, mất ngủ. Cộng với thông tin cho rằng ngoài Nga, Trung Quốc và có một số rất ít các quốc gia có thể điều chế được chất phóng xạ polonium-210, trong đó có cả Việt Nam. Vậy có hay không có những thế lực chính trị trong đảng chủ trương muốn tống tiến Thượng tướng, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, ông Nguyễn Chí Vịnh, người chịu trách nhiệm công tác đối ngoại và tình báo, cùng biết bao bí mật Tây Đình sẽ vĩnh viễn để lại phía sau và sang thế giới bên kia không bao giờ lộ được nữa. Cũng có thể ông phải ra đi vì lý do đó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Tướng Nguyễn Chí Vịnh qua đời do mắc bệnh hay bị người ta cố ý loại bỏ. Nguyễn Chí Vịnh qua đời mang theo những bí mật chưa từng công bố. Truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin tướng Nguyễn Chí Vịnh qua đời vào lúc 4 giờ sáng ngày 14 tháng 9 năm 2023. Cùng với đó là câu hỏi vì sao tướng Vịnh đang khỏe mạnh như thế mà ra đi đột ngột quá? Do những người không hiểu chuyện thắc mắc. Thực ra trước đây nguồn tin từ gia đình tướng Vịnh cho biết ông Nguyễn Chí Vịnh đã bị mắc ung thư vòm họng cả chục năm nay rồi. Đến nay khối u đã di căn vào gan. Đợt điều trị vừa qua bệnh trở nặng rất nhanh và tới mức truyền thuốc không nhận nữa. Cũng tin từ gia đình cho biết tướng Vịnh mất vào lúc hơn 2 giờ sáng ngày 14 tháng 9, nhưng do đi xem giờ để phát tang nên gia đình thông báo ông qua đời lúc 4 giờ sáng. Tướng Nguyễn Chí Vịnh là những ngày cuối đời. Trước đó tối ngày 12 tháng 9 trên trang Facebook cá nhân của bà Hồ Thị Thu Hồng, tức Hồng Beo, cựu tổng biên tập báo thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, người được cho là người bạn thân của Thượng tướng, cựu Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Hưởng, đã viết vẻn vẹn mấy chữ không hiểu lúc này Tượng đang nói gì với mấy người ở thế giới bên kia nhỉ. Sau đó status này đã biến mất, không hiểu vì lý do gì. Lâu nay dư luận xã hội ở Việt Nam đa số không ưa tướng Vịnh, bởi có lẽ trước đây nhiều người biết lơ mơ về những trò bẩn của Tổng cục 2, tức là tiền thân của Tổng cục 2, người ta ác cảm với cái nơi đã tạo ra vụ án Năm Châu Sáu Xứ nhằm tìm cách hạ bệ tướng Võ Nguyên Giáp. Rồi cũng có những tin đồn đoán cho rằng tướng Vịnh thần tàu, thậm chí là tay sai của Bắc Kinh, vân vân. Song nếu những ai đọc cuốn Người Thầy của tướng Nguyễn Chí Vịnh viết về tướng tình báo Ba Quốc, ông thầy kèm cặp và đào tạo ra Nguyễn Chí Vịnh thời ở Campuchia là biết được nhiều điều. Cụ thể, lãnh đạo Cục 2 khi hai ông Tư Văn và Vũ Chính từ Campuchia trở về tiếp quản với tư cách là Cục trưởng, Cục phó của Cục 2. Cục Tình báo Bộ Quốc phòng đã có ý định đưa Nguyễn Chí Vịnh về lãnh đạo Cục sau này. Ông Nguyễn Chí Vịnh và Đại tướng Lê Đức Anh là bệ đỡ cho Vịnh thăng tiến. Trong cuốn Người Thầy có những cuộc đối thoại giữa ông Ba Quốc và Nguyễn Chí Vịnh về những khó khăn của Tổng cục 2, thời ông Vịnh làm Tổng cục Phó, rồi sau đó là Tổng cục trưởng. Tướng Nguyễn Chí Vịnh tiết lộ tháng 9 năm 1999, theo quy hoạch đáng lẽ, ông phải được đề bạt thẳng lên chức Tổng cục trưởng Tổng cục 2. Nhưng với lý do nội bộ lãnh đạo không ổn, ông chỉ được đề bạt chức Tổng cục Phó. Ở thời điểm đó, Nguyễn Chí Vịnh thừa nhận, tôi lúc ấy chỉ nghĩ vài tháng hoặc dài lắm 1-2 năm sóng gió sẽ qua. Nhưng ông Ba Quốc đã nói đúng, phải mất 5-6 năm sau sóng gió mới thực sự lắng xuống đối với cả đơn vị và cá nhân tôi. Tiểu sử của Nguyễn Chí Vịnh ghi cụ thể là năm 1999, Nguyễn Chí Vịnh giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng với quân hàm Thiếu tướng. Một năm sau, tướng Vịnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng cục trưởng. 4 năm sau, tháng 12 năm 2004, ông được thăng quân hàm làm Trung tướng. Một nguồn tin khả tín từ Hà Nội cho biết, cho nội bộ lãnh đạo cấp cao khi ấy, không chỉ riêng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, mà còn nhiều lãnh đạo Bộ Chính trị không muốn Nguyễn Chí Vịnh làm Tổng cục trưởng Tổng cục 2. Thậm chí nhiều người phản đối quyết liệt việc đề bạt tướng Vịnh làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Và thế lực chống lưng Lê Đức Anh, người là bệ đỡ cho tướng Vịnh, cũng muốn sử dụng chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng để làm mồi nhử, để bẫy tướng Vịnh ra khỏi chiếc ghế Tổng cục trưởng Tổng cục 2. Vì một khi tướng Vịnh còn ngồi ghế này thì không ít lãnh đạo còn mất ăn, mất ngủ. Đó là lý do vì sao vào tháng 3 năm 2009, tướng Vịnh được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Quốc phòng. Tháng 6 năm sau,
tháng 8 năm 2009, tướng Vịnh thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục 2. Lâu nay, tướng Vịnh thường thể hiện sự lập lờ, không dứt khoát trong lập trường chính trị, đặc biệt trong công tác đối ngoại. Ví dụ quan điểm về cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, kể cả lập trường với Trung Quốc và hồ sơ Biển Đông, chính sự không dứt khoát đó đã khiến người ta e dè và tướng Vịnh đã tự tạo ra kẻ thù cho mình mọi lúc, mọi nơi. Tướng Nguyễn Chí Vịnh, người có lập trường cứng rắn về Biển Đông. Trong một thời gian rất dài, Lê Đức Anh đã đưa Tổng cục 2 trở thành vùng cấm bất khả xâm phạm, rồi bàn giao cho Nguyễn Chí Vịnh quản lý. Song Nguyễn Chí Vịnh chỉ coi Tổng cục 2 như một công cụ và là một bàn đạp cho các tham vọng chính trị của cá nhân ông mà thôi. Lẽ ra Nguyễn Chí Vịnh đã có cơ hội để vừa trụ lại tại Tổng cục 2 mà vẫn đạt được những vị trí và thăng tiến tốt hơn như mong muốn của mình. Giá như tướng Vịnh ủng hộ cho Ba Dũng giành thắng lợi tại Đại hội 12 vào năm 2016 trước đối thủ Nguyễn Phú Trọng thì làm gì có cơ sự như ngày hôm nay. Chẳng qua do tướng Vịnh vừa thiếu quyết đoán lại vừa quá tin người, trong khi Nguyễn Phú Trọng lại sử dụng rất nhiều các âm binh có vấn đề với tướng Vịnh, mà lũ âm binh đó thì lại xúi Tổng Trọng loại bỏ Nguyễn Chí Vịnh, và họ đã thành công. Tóm lại, mệnh hệ của tướng Vịnh như ngày hôm nay cũng là theo quy luật gieo gió gặp bão, hoàn toàn do tướng Vịnh gây ra, để rồi tự bản thân chuốc lấy họa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình hôm nay của Thời báo .de với bản tin Nguyễn Chí Vịnh qua đời mang theo những bí mật chưa từng công bố. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.